lên chua rồi với tôi chiếc nó lại ạ thế mày ạ phạm quá Vương mới nói khi chiều anh đi là sao cái mẹ con hiếp ba luôn trời nó mất tội người ta nó cho hiền như cục đất mà nói ăn hiếp ai phải hiền xin lỗi em hiền như cục đất luôn con tìm ra người nhà nào ba nói em hiền mỗi lần đụng qua em một cái là em giải lên người ta quay rồi tới phạt tìm sự hướng rồi không phải sống tôi mà phạt mẹ qua lên mà phạt mẹ lên á đó, rồi, bảo là dài ra nhiều có đúng rồi, nó chẳng qua dài nữa thôi thôi cũng phải chưa tìm được người thích hợp phải không phải đừng quay anh nữa từ dự định tương lai là về là cái này chưa ưa gái chưa có ưa gái hết đây như là gì đâu phí anh đẹp trai như ai quay tay em mở tay chưa có gì dạ bỏ giảm nhau giảm một phần lại giảm là gãy hứa liền hả rồi nghe anh bảo nói giảm là lại láng con gì này hết đấy người được hai này nó thủ vui chứ nhất thì bù lại là sẽ có tiền đúng rồi anh bỏ này ra gãy hàng mới hứa được hiểu không rồi đang em nói thiệt á nếu mà em gặp bảo chứ Vương là chắc khả năng em Vương bảo chán mà em thấy chứ anh bảo có làm việc lắm đấy nè anh bảo chứ anh Vương này em bảo mất rồi thôi giảm không phải nói là xui thiệt luôn xui ghê đó hai đứa nó đang ngồi chơi nói chuyện riêng lại đây bên mình nói chuyện riêng lại nó chia ra ba chỗ còn cái quay sáu quay nó mụn mà nó kịch cục ghê luôn mụn xấu mà Ôi. Phát biểu anh chị cho em xin phát biểu đôi lời. Anh chị cảm thấy sao đi uống cà phê như thế nào? Thật là chưa. Dạ hết. Nói thiệt á. Em ạ. Chẳng quá chứ uống thôi chứ. Chị. Mình chơi thôi. Con mới câu về đại đi. Ra người ta. Rồi. Không biết mày chơi rồi không biết. Chưa. Chục nữa, ngồi chục nữa. Anh uống cái đó mắc ngói quê. Có bầu tôi mặc gọi bình thường. Có bầu mặc rồi. Nãy nãy uống trà sữa không có bầu à? Thì anh mới sai à? À phải uống trà sữa sai vì có bầu. Anh mới nói, em nói em muốn mắc gói, anh nói có bầu, mắc gói bình thường. Uống cái này là thần thành lắm, uống là có bầu. Bây giờ cái ai muốn bẻ thì qua đi uống thịt chữa. Còn chúng là đại rồi, đừng nói bảo đại lắm rồi. Không, ông mà, ông là 5-6 tháng rồi đó. Đây em nghĩ con sẽ là người đẻ trước rồi, tại vì em không có lần trước, không có lần trước. Đó, thầy coi nha. Bụng bụng bia rồi, bụng bầu rồi. Chuyên gia bụng bia mà. Họ sống muối, tự sống muối như vậy. Thôi sao bùi gì, căng bắp lên gãi sao thích gì. Dạ, đúng rồi, em thích cây mập. Ông chỉ có 2 củ, 1 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 củ,
Được là gì đồng ít. Anh vừa được mấy muối. Anh tạm bùi vô vào bột đứng. Đứng vé nào lấy mình gãi thì thêm chứ. À, em anh Vương nói 8 muối mà giờ vô còn 1 muối mấy mà 10